Em xin chào cả nhà, em xin chào 300 anh em, em xin chào thầy Dương Trung Hiếu. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ, an lành và tràn đầy năng lượng. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quốc Dũng. Năm nay em 29 tuổi, quê quán em ở Bến Tre. Hiện tại em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là kỹ thuật viên phòng thu âm. Em làm công việc này được hơn 5 năm rồi. Lúc trước thì em có học công nghệ thông tin, nhưng mà ra làm việc thì không có ổn, tại vì đam mê thực sự của em là về nghệ thuật, về âm nhạc. Thì sau đó thì em có xin vào một cái studio nhỏ để làm công việc quản lý máy trong studio đó. Thì em có tình cờ em học được nghề làm phòng thu âm. Thì học xong thì em cũng có một cái nghề và cũng đi làm những cái phòng thu khác. Em trong quá trình 5 năm đó thì em có sinh hoạt một cái nhóm yêu ca hát, và em làm trưởng nhóm hoạt động hơn được 4 năm. Thì em cũng có làm YouTube, em cũng có up YouTube lên cho mọi người coi. Thì lúc đó thì em không có biết về làm YouTube kiếm ra tiền. Sau này thì cách đây hơn 1 năm thì em có tình cờ xem được cái clip của thầy Dương Trung Hiếu. Thì xem clip của thầy xong thì em cảm thấy rất nhiều kiến thức mới, rất rất là bổ ích. Thì ngày hôm nay thì em tham gia trong nhóm này. Ngày hôm qua em có xem cái clip của thầy Dương Trung Hiếu, thì vừa rồi công việc của em nó hơi bị trục trặc nên em không có xem được. Hôm qua em xem xong thì ngày hôm nay em quyết định là cũng quay một cái clip để giới thiệu mình với thầy Hiếu và các bạn. Hôm qua em cũng có xem những cái clip của các bạn và các anh chị trong nhóm đã đưa lên rồi. Thì xem xong thì em cảm thấy mình có một cái năng lượng rất là tốt. Nhất là xem cái clip của anh Nguyễn Bạch Long. Anh là một người nông dân rất rất là có xem clip của anh xong em rất là có nhiều năng lượng, em thấy vui hơn, mình thấy yêu đời hơn. Em xin đầu tiên đầu lời cuối cùng em xin cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn thầy Hiếu, thứ hai nữa là cảm ơn các bạn đã đồng hành trong cái nhóm này. Em không có khả năng nói chuyện được nhiều nên em xin cảm ơn mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Giờ em xin chào.